Em cường đồ bán nhặt cho các bác chị nha. Hôm nay ngày 11 tháng 10 2024 nhé. Đây được một số mã hàng. Đó, cô bác chị mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0909 479 154 nhé. Nhắn tin gọi điện cái bạn Zalo. Nhắn tin Zalo gọi điện Zalo đều được nhé. Giá trên đây là chưa bao gồm phí ship nhé. Bác chị mua hàng thì cộng thêm phí ship giúp em nhé. Em không có bao ship. Đây, giới thiệu ít mũi khoan nhé. Mũi khoan từ 25 đổ về là 350 một ký. À quên, 25 đổ lên nhé, 350 một ký. Còn từ 25 đổ về như mũi ngụy 25, 24 là 400 ngàn một ký. Nó không có một số size đây nhé. Nên cô bác chị nhắn size thì em lựa size cho. 24.5 này. Em lựa size có size nào em sẽ báo size đó. 29 này. Lựa xe nào cho các bác chị muốn khoan giặt hết nhé. 34 từ 25 đổ lên là ngày 42, 42.5 đó. Từ 25 đổ lên là 350, còn dưới 25 là 400 ngàn nhé. Đó, cần xe nào thì em báo. Đây này, em lấy một số size này, ở dưới tủ nó còn nhiều. Em giới thiệu ít mũi tarot nhé. Cái này là M8 với 1.25 này. Hàng phủ này, phủ tím này 40.000 một cây. Hàng rất đẹp nhé, chạy thép và inox, ép cứng. Này M8 với 1.25 nhé. Hàng không phủ thì 38.000. Còn này là M5 bước 1 bước 0.8 nhé. Cái này 25.000 một cây. Đó, 25.000 một cây nhé. Em lấy tượng trưng nhé, số lượng thì còn nhiều. Đó. Và chị cần thì báo em nhé. Rồi. Rồi hôm nay em vô chi tiết từng cái mã hàng cho các anh chị xem vào ủng hộ bên em nhé. Em vô cái mã số 1, cái cán tiện chen. Cái này mắc lỗ nhé, cán này của tung loi này, cái mài thoát này để mình tiện sâu hơn. Đó, chip xa 16 nhé, cán thì ra đẹp. Mài cái này thôi, cán nhật nhé, nó bị cắt ngắn nhé. Cái này dài tổng của nó là 137 nhé. Cái này là cán nhật nhé, cái này là 300 ngàn một cán. Móc lỗ phi 16 nhé, phi 16 300 ngàn. Mã số 1. Không có cái mã số 2 nhé. Cái này là cán phi 20, chip tiện size 16 luôn nhé, cán nhật luôn. Đó, size 16 luôn, cán nhật nhé. Cái này thì 320 ngàn một cán. Cán 20 nhé, cán này cán phi 20 nha các bác chị. Này 144, nó không bị cắt ngắn ấy. Nó không cắt ngắn thì giá trị nó sẽ cao hơn, nhưng mà bị cắt ngắn thì giá trị nó sẽ thấp. Cán gen thì rất ít, thường rất ít nhé, cán lỗ thì nhiều, còn cán gen thì đi bãi thì cũng thấy ít thấy. Cán này là 320 ngàn một cán nhé. Cán số 2, cán tiện gen. Đó, cán size 16 nhé. Có cái mã số 3, 3 mũi phay R nhé. Đây, mũi này thì rất đẹp nhé. Đó, nó bị dính dơ em chưa vệ sinh đây nhé. Này R4 này, cặp kim nhé. Ba mũi này là 300 ngàn. Này R5, R5 nhé. Đó, R5 hàng rất đẹp nhé. Này R6 nhé, R6 hợp kim nguyên khối nhé. Ba cái này là dài tỏ dài 100 mét nhé. Ba cái này là 300 ngàn. Đó, hợp kim, chạy sau nhiệt nhé. Chạy sau nhiệt là 55 Hc đổ về nhé. Con này chạy sau nhiệt. Ba con này đều chạy sau nhiệt hết. 55 Hc đổ về. Đó, mã số 3 là 300 ngàn. Mã số 4 một cái file hợp kim. Phi 20. Dài tổng của nó là 150 nhé. Mẹ cắt 45. Nó còn rất là đẹp nhé, nó chỉ dính bụi nhôm. Cái này thì không biết sao mà nó phải thép mà nó lại đem ra phải nhôm nên nó dính nhôm này. Còn đẹp nhé. Và số 4 này là 480 ngàn, hợp kim nguyên khối nhé. Cái này là hợp kim nguyên khối nhé các bác chị, nó là hợp kim nguyên khối. Và số 4 là 480 ngàn. Và số 5 một cái hợp kim.
Cái này là phi 18 nhé. 8 này 8 16. 8 16. Hàng đẹp nhé. Hàng đẹp nhé. Cái này là kim 18 86 phải đẹp kim luôn nhé, cái này 250. Cái này cái dưỡng gen nhé, dưỡng gen là này là bước lớn nhất, là đo bước lớn nhất là 2,5 ly nhé, 2,5 ly này nhảy số này, 2 ly này, 1.5 này, 1.75 này đó. Còn nói cái nhỏ thì nó đo rất là mịn nhé. Rất là mịn nhé. Đấy, bước 0.23, 0.25, 0.3. Nó nhảy nhỏ thì nó nhảy 5 5% gì, 0.55 này, 0.9 này. Cái này hàng Nhật nhé. Này là 100 ngàn cái. 100 ngàn hai cái giống nhau nhé. 100 ngàn cái nhé. Điểm tiên, 100 ngàn cái. Mã số 6, 100 ngàn cái. Mã số 7, còn hai cái sữa đá thôi nhé. Hai cái sữa đá duy nhất, 100 ngàn một cây nha cô bác chị. Sửa đá đầu hợp kim nhân tạo nhé, này dùng để mình sửa đá, mình đá mài mấy mài phẳng mài tròn hoặc là mấy mài mài bũ khoan á, mình lấy là mình sửa cho nó phẳng cũng được đó. 100 ngàn một cây. Mã số 7 có cái mã số 8 nhé. Cá này thì em còn rất nhiều, còn 6-7 bộ luôn đây. Cá này là phi vảy hợp kim, nó bị cắt ngắn thôi nhé, dài tầm 60 68 đến 70 nhé. Cá này cán phi 7 kèm 20 con chip cán hợp kim đó. Bộ này là 350 nhé, 350 một bộ này. Mã số 8 này một cán hợp kim này, em còn bao nhiêu bộ nhé, chứ không phải là một bộ này. Có anh chị cần thì có thể ủng hộ em, hết bộ này em sẽ sẵn cho bộ khác. Mã số 8 này là 350 ngàn, bữa giờ bán cũng được là 6-7 bộ rồi. Mã số 8 này 350 ngàn. Có cái mã số 9 nhé, về cắn tiện. Cái này phi 10 nhé, Sumitomo nhé, đẹp chống rung nhé. Chống rung móc lỗ này nó sẽ hạn chế rung cho mình. Cái này chip T11 nhé, cá thì còn rất là đẹp luôn. Kèm 8 con chip mới này nhé. Bộ này là 550, 8 con chip mới. Chuyên chạy thép nhé, chip mới nha các bác chị, này là chip mới nhé. Đó, hàng Kyocera nhé. Đây đó, bộ này là 800 à 550. Mã số 9 nhé, cá này là cán tiện phi 10 chip T11 đây, đẹp chống rung này đó. Nó có lắc này là nó hạn chế rung cho mình nhé, nó là thiết kế rất hay đó. Trong này nó lắc lắc vậy chứ không phải là nó hư như các bác chị đó. Bộ này là 500, 550 mã số 9 nhé. Cán hợp kim, à cán chống rung. Được về được 4 cái cán 10, duy nhất một cái cán 10 thôi. Một bộ mốt, bộ duy nhất mã số 9 là 550. Em qua cái mã số 10, một cái cán tiện, cán 2525 chip với thiết kế 08 của Tungaloy nhé. Cán này cán phải, cán thì còn đẹp nhé, hơi bị chày dưới đây chút xíu này. Này là chip mới nhé, để em tháo ra thôi, em bỏ vào trong hộp. Chip mới nó gắn ở đây nó sẽ bị mẻ, dễ mẻ. Này kèm bộ này là 500 ngàn, kèm theo là đó, kèm theo là hai 9 viên chip mới nhé, R098 chuyên chạy thép nhé, chuyên chạy phá thép đó. Đấy, kèm 9 viên chip mới và một cái cán tiện nhé. Bộ này là 550 nhé. Chip này là chip hạt nhẹ, chuyên chạy thép, chuyên phá thép đó. Mã số 10 này là 500 ngàn. Mã số 10 nhé. Mã số 11. Mã số 11 này là 300 ngàn mũi taro, 2 4 6 8 8 mũi taro M22 với 1.25 hàng đẹp, M16 hàng phụ 1.5.
36/2 nhé, 36/2. Cái này nó hơi xấu thì răng đấy phải tận dụng nhé. M14/1.5, hàng đẹp nhé. Đây là M18/1.5, có bị mẻ hàng phụ, à phải phụ. Này M16/1 đẹp nhé. Này là M14/1.5, M16/1.5 nhé, cây dài càng đẹp hết nhé. 2 4 6 8, 8 cây này là 300 ngàn nhé. Mã số 11 300 ngàn. Mã số 12 một cái tu quay này là 600 ngàn nhé. Này là côn số 2, bọc áo số 3 nhé. Đó, tu quay, tu nón này, dùng để chống ống. Cái này là phi 12, phi này là phi số 3 nhé, phi lớn phi số 3. Nó có hơi rỗ rỗ này, này có bạn chị theo. Đó, bi em nhé, này là 650, mã số 12 nhé. Đây, bọc áo số 3, mã số 12, 650. Mã số 13, cái cán tiện này là Sumitomo, cán 20 dài 250 nhé. Cán Nhật, kèm 12 con chip. Bộ này là 350 nhé. Em còn rất nhiều bộ nhé. Rất là nhiều bộ. Thế bộ này em sẽ sắp cho bộ khác. À, này là một cán kèm 12 con chip là 550, mã số 13. Mã số 13 đây của bác chị. Đó. Mã số 14. Cái này là bu lông vít, dùng để mình gá này thì vào đây mình kẹp phôi đó. Gá này vào cái nẹp ở trên, nẹp ở trên đây. Mình kẹp phôi xuống, cái này là hàng Nhật hết nhé, Nhật 100%. Này Aeron này, Aeron Nhật này của bác chị. Đó. Hàng Aeron Nhật nhé, cái này là 28 này, rãnh này là 17 này. Con này dài 200 nhé, hơn 200. Đó, có một cây ngắn. Đó. Cây này không có ốc, cây này có ốc ở dưới nhé. Và cây này nữa, đó, hàng Nhật. Hai cây này, cái này là M12. Nó có hai cái này thôi, nhưng mà nó lại không có, một con không có ốc nhé. Đó, dài 200 luôn. Cái này là 25. Cái này là 18, 16, 25 và 18, 6, M12 nhé. Hàng Nhật hết. Còn hai cái này là cái kẹp Eto nhé. Cái dài cái ngắn này, con ốc này, M16 nhé. Cái này là vuông 25, 25.5. Cái này là vuông 27.8. Đó, và chỉ cần về xài gì đấy, 27.8, kẹp Eto. Cái này là 24, bộ này là 250 nhé. Đó, hàng Nhật nhé. 250. Mã số 14. 250 nhé. Mã số 15. Cái ăn tiện 322 của Sanvic, dài 301, xài tiếp T11. Nó hơi bị chảy nhẹ ở đây nhé. Đó. Cái này nó mài thoát, nó không ảnh hưởng chỗ này này. Đó, ngay con cái em nhé, có hơi bị chảy nhẹ. Kèm bằng 4 hộp chip mới chuyên dạy thép inox nhé, T11, à T16 nha các bác chị, T16 một mặt. Mã số 15 này 1,5 triệu. Mã số 15 nhé, mã số 15. Mã số 16 nhé, cái này là một cái đài giống như gắn vào, được gắn cái cán vào để mình phay phả mặt đó. Cái này là nó hơi bị ố, hơi rỗ nhé. Này 32 nhé, gắn máy phay. Này thì là 64, cái cán vuông của nó là cán 12 là vừa nha các bác chị. Bác chị về mình mua cái cán tiện này, cái cán tiện cán 12, cán chip mình gắn vào đây, mình phay giống như cái cán này này. Đó, giống như cán này này. Đó, mình gắn và mình phay. Phay thả mặt. Đó. Có cán vuông 12 đều được nhé. Cái này là 100, em bán 150 nhé, mã số 16. Cái này em không có cán 12 rồi nhé, nó chỉ có cái này cán cái chip hà này rồi, sẵn đó. Để mình phay. Còn mình mua cán tiện này về mình phay. Hoặc chế cháo gì hết. Bộ này là 150 nhé. Cái này Nhật nó làm. Mã số 16, 150. Mã số 17, hai cái áo côn nhé. Cái này rất là đẹp, cái áo côn này là côn số 2 này của anh chị. Cái này nó ra số 3 này,
hàng rất là hiếm nhé. Từ số 2 mình ra số 3 này, máy mình ví dụ như cái máy khoan của mình ấy, cái khoan của mình có côn số 2 ấy, gắn vào này rồi gắn được một khoan to đó, khoan to nhé. Côn số 2 ra số 3 này, số 3 này ra số 3 này đó, ra số 3 nhé. Bộ này là 200.000 nhé, cái này là cái nó không được đẹp đó, cái này là côn số 3 luôn, này lỗ là côn số 2 đó. Hai cái này là 200.000 nhé, mã số 17, mã số 17 nhé, hàng Nhật nhé. Cái này của Sumitomo này, cái hiệu này của Sumitomo này. Đó, bộ này là 200.000, mã số 17. Mã số 18 là hai cái mũi doa, doa này doa hợp kim nhé. Cái này là 14 này, cái này 16 này, cái này 12.1 này, 15.1 này. Cái cán này 12, à cán này 14, cán 16 nhé. Mình không xài cái này về mình cắt đi, mình bỏ. Từ đây về đây là hợp kim, cái này là bằng thép. Cán này cũng vậy, từ đây về đây là hợp kim. Này là doa 14 và 16 nhé. Cái này đẹp này, cũng xếp mẻ nhé. Đó, doa 14. Còn cái này 16 này, chỗ này có bị mẻ nhé. Mẻ hai chỗ. Doa 16. Bộ này là 500.000, mã số 18. 18 nha các bạn chị. 18 là 500.000. Em qua cái mã số 19 nhé. Với cán tiện, cán tiện chống rung nhé. Cán phi 25, dài 300, chip C12 nhé. Cái miếng lót này thì nó có bị bể, thì nó xài vẫn bình thường, nhưng mà nó bị bể ở đây thôi. Em tặng kèm con ốc với miếng lót. Khi nào có ba chị mà xài hết cái miếng lót này, mình gắn thay con ốc với miếng lót này vào nhé. Nó cũng giống nhau cả. Đây, chỗ này nó bị chày này. Cán này dài 300 nha, chống móc chống dung rất tốt nha các bác chị. Đó, con nẹp chống dung này. Đó, như cái cán này thì nó không có chống dung nhé. Đó, không chống dung. Cán này là chống dung, cán 25 nhé. Cán 25 bộ này là 1.1.000 nhé, mã số 19. Kèm mà này là 9 con viên chip, chip mới nhé. Này là chip nhẹ này, 9 viên mới này. Chuyên chạy test này. Con này kèm 3 viên chip mới này, hạt nặng này. Con này vừa chạy test vì nó nhé. Vừa chạy thép vì nóc nha các bác chị. Đó, ba con này chạy thép ấy nóc. Con này chỉ chạy thép thôi nhé, chỉ chạy thép thôi, hạt nhẹ chạy thép. Đó, chip mới này, là chip mới nhé, là 12 con chip với cán. Đó, cán Sumitomo, cán Nhật. Bộ này là 1.1.000 nhé, 1.1.000, mã số 19. Mã số 20 là cái tay quay taro trên ngoài. Đó, 2, 3, 4 cái nhé. Cũng cái này là 200.000. Cái này là lỗ 20. Cái này 25. Cái này là 50. Hai cái 50 nha các bác chị. Hai cái 50, một cái 20, một cái 25. Bộ này là 200.000 nhé. 200.000. Mã số 20, 200.000. Còn cái mã số 21 nhé. Đây, tay này. Quay taro. Cái này xài cho gen M22 này. Dài rất là dài nhé. Đó, nó chế. Cái này là 50, cái này là chắc 63 gì đó. Rất là to nhé. Em đo cái này ra. 63 đúng rồi. Này là dài tới 450, 400 đến 500 gì. Cái cây này. Đó, rất là dài nhé. Đó, về mình quay cho nó lực. Bộ này là 200.000 luôn nhé. Nó rất là nặng. 200.000, mã số 21 nhé. Bán 200.000. Mã số 22 là một cái taro đảo chiều, mình xài cho máy khoan mà không có chế độ taro hoặc máy phay. Mình muốn chế độ taro, không muốn ấy thì mình xài chế độ taro, máy phay đều được, máy khoan cần đều, khoan đều được. Đây, taro đảo chiều chống gãy nhé. Đây chỉnh này, 1, 2, 3, 4 này, cái chỉnh tăng giảm xuống là khi nào nó kêu cắt 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 là nó chống gãy cho mình, là nó chưa đạt được cái lực của nó để taro mũi M6, mình đang taro mũi M5 nhá, mình chuyển qua M7 và nó kêu các là chưa đạt thì mình chỉnh cái này xuống, nó sẽ cái lực mình nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ taro được. Khi nào mũi taro mình quá mỏng nó không ăn được ấy, thì nó sẽ kêu các, mình nên thay mũi taro. Đó, quay mũi taro nữa. Cái này mình cái cây mình gài vào đây để mình chống xoay nhé, không cho nó xoay. Đó, kèm hai con led nhé. Khi mình gạt cái cần khoan xuống, mình chỉ cần đè khoan xuống là tự động nó khoan, tự động taro. Còn giờ mình gỡ cần lên,
lấy tay mình gạt cái cần lên, gạt cái cần cần ấn xuống là nó tự động đảo chiều lại cho mình nhé, tự động quay đảo chiều lại. Bộ này là 1,3 triệu nhé, hàng big tarot từ M2 đến M7, nhưng mà cái này nó gắn được M8 nhé, gắn được M8 từ tarot. Mua cho phép của nó là từ M2 M7 nhé các bác chị. Này con số 2 đó, hàng big nhé, bộ này nó bán 1,3 triệu nhé, mã số 22 nhé. Đó, hai cái collet đầy đủ phụ kiện luôn, cái này chuẩn của nó phải có hai collet đó. Nó có hai con ốc này dí ở đây chống xoay này, chống xoay cho mũi tarot. Bộ này là 1,3 triệu nhé, mã số 22. Hôm nay em làm clip giới thiệu được một số cái mã hàng đó, các bác chị thấy cái mã hàng nào phù hợp thì có thể ủng hộ bên em nhé. Hôm nay clip em cũng làm đến đây thôi, em chào các bác anh chị nhé, hẹn gặp các bác chị ở những clip sau. Clip em sẽ lên vào các ngày thứ hai thứ sáu nhé, các ngày trà hai thứ sáu trong tuần. Còn 3, 5, 7 thì em rảnh em sẽ lên một số cái chi tiết về chip để các bác chị tham khảo, có thể ủng hộ bên em. Hẹn gặp các anh chị ở clip sau nhé.